Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Smart Home Kit. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một cái bài nhạc hay là một cái đoạn ghi âm của mình á vào cái con camera G3 này nha. Khi mà mình set một cái ngữ cảnh nào đó đi, mở cửa ra thì đèn sẽ bật, hay là từ cái loa của con camera này á thì nó sẽ phát ra một cái âm thanh bài nhạc. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt nha. Ở đây mình sẽ vào app Aura. Ở đây mình sẽ nhấn vào camera nè. Mình nhấn vào ba chấm bên đây và vào mode setting. Mode setting ở đây có cái phần camera setting đó. Rồi vào custom trên tên. Thì để thêm một bài nhạc á. Thì ở đây á, camera nó sẽ có theo cái chuẩn là MP3. Thì những cái âm thanh mà MP3 á, thì mình có thể thêm vào trong camera. Giới hạn của camera trên bộ nhớ của camera là khoảng 7 MB. Nên bạn cân nhắc những cái đoạn nhạc nặng nha. Đây, âm thanh thì ở đây mình có thể thêm vào mình sẽ tải lên cái thư viện của trên camera. Đây, thì cái trên camera thì nó sẽ hiện ra nè. Bây giờ mình sẽ import nó vô camera. Đây thì bây giờ nó đã có trên camera. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện một cái ngữ cảnh nào đó nha. Cho các bạn xem. Ở đây thì mình có cảm biến cửa nè. Thì mình sẽ thực hiện trên cái cảm biến cửa này nè. Mở cửa ra. Khi mở cửa ra thì camera G3. Ở đây mình sẽ thực hiện trên cái Play Customize nè. Thì nó sẽ ra những cái đoạn âm thanh mà mình đã ép vào. Đây thì mình đã Smart Home kiến trúc. Bây giờ mình sẽ mở cửa ra nha. Smart Home kính chúc quý khách một ngày tốt lành. Đó, thì nó phải sẽ phát ra cái âm thanh mà mình tự thêm vô. Smart Home kính chúc quý khách một ngày tốt lành. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Bye bye.